Cô xin chào tất cả các em. Cô rất vui được đồng hành với các em trong chương trình môn toán lớp 3 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung. Bài 3: Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ. Tiết học ngày hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học bài tìm số bị trừ, số trừ. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 12, chúng mình cùng nhau học bài nhé. Trước tiên, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần khám phá. Đầu tiên, chúng mình sẽ tìm số bị trừ. Các em nghe cô đọc bài toán và đọc thầm theo cô. Việt có một số viên bi. Việt đã cho bạn 5 viên, còn lại 3 viên bi. Hỏi lúc đầu Việt có bao nhiêu viên bi? Cô mời các em đọc lại nhé. Như vậy vừa rồi, cô trò chúng mình đã cùng nhau đọc bài toán. Vậy các em cho cô biết, bài toán cho chúng ta biết gì nào? À, bài toán cho chúng ta biết, Việt có một số viên bi. Và Việt đã cho bạn 5 viên. Đây là sơ đồ. Bài toán thể hiện Việt có một số viên bi. Và Việt đã cho bạn 5 viên. Đây là phần đã cho. Và còn lại là 3 viên. Đây là số viên bi còn lại của bạn Việt khi đã cho bạn 5 viên rồi. Và bạn Việt vẫn còn lại 3 viên nữa. Vậy, bài toán hỏi, lúc đầu Việt có bao nhiêu viên bi? Đây chính là tổng số viên bi lúc đầu mà Việt có là chúng ta chưa biết. Mà bây giờ chúng ta muốn tìm được số viên bi lúc đầu của bạn Việt có bao nhiêu thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Ở đây, chúng ta sẽ có phép tính ô trống hỏi chấm trừ 5 bằng 3. Ô trống ở đây chính là số viên bi mà Việt có. Trừ đi số viên bi bạn Việt đã cho bạn là 5 viên. Và bằng 3 ở đây chính là số viên bi còn lại của bạn Việt. Trong phép tính này thì dấu hỏi chấm đầu tiên đó là số bị trừ. Số 5 được gọi là số trừ. Và 3 được gọi là hiệu. Như vậy chúng ta đã biết các thành phần trong phép tính này rồi. Bây giờ chúng ta muốn tìm được số bị trừ, hay còn nói là lúc đầu thì bạn Việt có bao nhiêu viên bi, chúng ta sẽ làm như thế nào? Các em hãy suy nghĩ và chia sẻ cách làm của mình với người thân và bạn bè nhé. Chúng ta cùng nhau quan sát lên màn hình. Chúng ta sẽ tìm số viên bi lúc đầu của bạn Việt bằng cách số bi lúc đầu của Việt sẽ bằng tổng số bi còn lại và số bi đã cho. Tổng ở đây là cộng, tức là ta lấy số bi còn lại của bạn Việt cộng với số bi bạn Việt đã cho thì chúng ta sẽ tìm được số bi lúc đầu của bạn Việt có đấy. Vậy, ta trả lời là số bi Việt có là số bi còn lại là 3, số bi đã cho là 5, 3 cộng 5 bằng 8, mở ngoặc viên, đóng ngoặc. Như vậy, chúng ta đã tìm được số viên bi lúc đầu của bạn Việt bằng cách lấy số bi còn lại cộng với số bi đã cho thì chúng ta tìm được số bi lúc đầu của bạn Việt là 8 viên bi. Đây chính là số bi trừ mà chúng mình đang cần tìm. Vậy, qua bài toán vừa rồi, chúng ta có thể nêu quy tắc tìm số bị trừ như sau. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ. Các em quan sát, đây chính là vị trí số bị trừ. Chưa biết, thì ta sẽ lấy hiệu ở đây là 3, cộng với số trừ là 5, thì ta tìm được số bị trừ là 8. Đây chính là quy tắc tìm số bị trừ. Tiếp theo chúng mình sẽ
ôn tiếp về phần tìm số trừ. Các em quan sát nghe cô đọc bài toán nhé. Nam có 8 viên bi. Nam cho bạn một số viên bi và còn lại 3 viên. Hỏi, Nam đã cho bạn mấy viên bi? Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình đọc lại bài toán nhé. Cho cô biết, bài toán cho chúng ta biết gì nào? À, bài toán cho chúng ta biết là bạn Nam có tất cả là 8 viên bi. Cho biết thêm, bạn Nam cho bạn một số viên bi. Đây là số viên bi bạn Nam đã cho, nhưng chưa biết là cho bạn bao nhiêu viên bi cả. Mà chỉ biết là bài toán cho biết thêm đó là bạn cho đi rồi, mà bạn còn lại là 3 viên bi. Đây chính là số bi còn lại khi bạn Việt đã cho và còn lại là 3 viên bi. Vậy, chúng ta sẽ cùng nhau quan sát xem bài toán hỏi chúng ta điều gì? À, bài toán hỏi Nam đã cho bạn mấy viên bi? Đây chính là bài toán hỏi chúng ta xem số viên bi của bạn Nam cho bạn là bao nhiêu đấy. Chúng ta thể hiện bằng phép tính sau. 8 trừ ô trống bằng 3. 8 ở đây chính là số bị trừ, hay còn gọi là số viên bi bạn Nam có. Ô hỏi chấm ở đây chính là số trừ. Số trừ ở đây chính là số viên bi bạn Nam đã cho bạn, mà chúng ta chưa biết là cho bao nhiêu viên bi cả. 3 ở đây chính là hiệu, hay còn gọi là số viên bi còn lại của bạn Nam sau khi đã cho bạn. Vậy, muốn tìm được số viên bi mà bạn Nam cho bạn ở vị trí số trừ thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Các em hãy bấm dừng hình để chia sẻ cách làm với người thân và bạn bè của mình nhé. Chúng ta cùng nhau chia sẻ nào. Số bi đã cho bằng số bi Nam có trừ đi số bi còn lại. Như vậy chúng ta biết được là số bi bạn Nam có là bao nhiêu chưa? À, số bi bạn Nam có là 8 viên. Thì chúng ta sẽ lấy số viên bi của bạn Nam có trừ đi số bi còn lại. Ở đây còn lại là 3 viên bi. Thì chúng ta sẽ thực hiện là lấy số bi bạn Nam có trừ đi số bi còn lại của bạn Nam thì sẽ tìm được số bi bạn Nam cho bạn đấy. Chúng ta trả lời như sau. Nam cho bạn số viên bi là? Số viên bi của bạn Nam có là 8, trừ đi số viên bi còn lại là 3, thì ta tìm được số viên bi bạn Nam cho là 5, mở ngoặc, viên, đóng ngoặc. Như vậy, sau khi chúng ta đã thực hiện được phép tính 8 trừ 3 bằng 5, thì ta có thể trả lời chỗ phần hỏi chấm số trừ ở trong phép tính này. Đó chính là số 5. Ta được phép tính đúng 8 trừ 5 bằng 3. Như vậy, ta đã trả lời được câu hỏi bạn Nam đã cho bạn 5 viên bi. Qua bài toán, chúng ta biết được cách tìm số trừ như sau. Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. Như vậy, chúng ta hãy ghi nhớ quy tắc tìm số trừ để chúng ta có thể vận dụng vào các bài tập sau này nhé. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau khám phá kiến thức và biết cách tìm số bị trừ, tìm số trừ rồi. Bây giờ chúng mình sẽ vận dụng kiến thức đó vào làm các bài tập nhé. Bài tập số 1 có hai ý, ý A và ý B. Ý A, tìm số bị trừ theo mẫu. Các em quan sát mẫu. Mẫu ở đây là ô trống trừ 10 bằng 30. 30 cộng 10 bằng 40. Đây chính là cách tìm số bị trừ. Vị trí dấu hỏi chấm này chính là số bị trừ trong phép tính trừ. 10 là số trừ và 30 là hiệu. Vừa chúng ta đã được học
là tìm muốn tìm số bị trừ thì ta sẽ lấy hiệu cộng với số trừ. Hiệu ở đây là 30 cộng với số trừ là 10 thì ta tìm được kết quả số bị trừ là 40. Ta sẽ điền số bị trừ ở dấu hỏi chấm này chính là số 40. Ta được 40 trừ 10 bằng 30. Như vậy, số bị trừ trong phép tính này ta tìm được là 40. Tương tự như vậy, các phép tính còn lại chính là vị trí số bị trừ còn thiếu. Các em hãy vận dụng kiến thức mà chúng mình vừa học được về cách tìm số bị trừ để chúng ta làm bài tập 1 ý A nhé. Mời các em bấm dừng hình để chúng mình làm bài nào. Cô trò chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé. Ô trống trừ 20 bằng 40. Vị trí ô trống là số bị trừ. 20 là số trừ, 40 là hiệu. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ. Hiệu ở đây là 40, cộng số trừ là 20, thì ta tìm được kết quả số bị trừ là bằng 60. Ta điền số 60 vào ô trống. Tiếp theo, vị trí dấu hỏi chấm là số bị trừ. 12 là số trừ, 25 là hiệu. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ. Hiệu ở đây là 25, cộng số trừ là 12. Ta tìm được kết quả là bằng 37, chính là số bị trừ còn thiếu. Ta điền số 37 vào ô trống. Phép tính thứ 3, dấu hỏi chấm là số bị trừ. 18 là số trừ, 42 là hiệu. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ. 42 cộng 18 bằng 60. Ta điền số 60 vào vị trí số bị trừ của phép tính. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong bài tập 1 ý A. Ở bài tập này, giúp chúng mình củng cố về cách tìm số bị trừ. Tiếp theo, bài tập 1 ý B. Tìm số trừ theo mẫu. Các em quan sát mẫu. 30 trừ ô trống bằng 20. Trong phép tính trừ, 30 được gọi là số bị trừ, ô trống ở đây là số trừ và 20 là hiệu. Chúng ta nhớ lại cách tìm số trừ mà chúng mình vừa học là muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu. Vậy số bị trừ ở đây là 30, trừ đi hiệu là trừ 20 thì ta tìm được kết quả bằng 10. Kết quả bằng 10 ở đây chính là vị trí của số trừ. Ta điền 10 vào phép tính còn thiếu. 30 trừ 10 bằng 20. Tương tự như vậy, vị trí của dấu hỏi chấm trong các phép tính này là số trừ. Các em hãy vận dụng kiến thức cách tìm số trừ mà chúng mình vừa học để chúng ta làm bài tập 1 ý B nhé. Chúng ta cùng nhau chia sẻ nào. Phép tính 50 trừ ô trống bằng 10. 50 ở đây là số bị trừ, ô trống là số trừ và 10 là hiệu. Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ, trừ hiệu, trừ đi hiệu thì ta được tìm được đó là kết quả bằng 40. Vậy, số trừ ở đây là 40. Tiếp theo, 35 trừ ô trống bằng 15. 35 là số bị trừ, ô trống là số trừ và 15 là hiệu. Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. Số bị trừ ở đây là 35, trừ hiệu là 15, ta tìm được kết quả là bằng 20. 20 ở đây chính là số trừ. Phép tính cuối cùng, 51 trừ ô trống bằng 18. 51 là số bị trừ, ô trống ở đây là số trừ và 18 ở đây chính là hiệu. Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. Số bị trừ là 51, trừ đi hiệu là 18, thì ta tìm được kết quả là bằng 33. Ta sẽ điền số trừ còn thiếu ở đây là 33. Như vậy, cô trò chúng mình đã hoàn thành xong bài tập 1 ý B rồi. Ở bài tập 1 ý B này, giúp chúng mình củng cố về cách tìm số trừ đấy. Bây giờ, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu chúng ta điền số.
Nhiệm vụ của các em là phải điền số vào các ô trống có dấu hỏi chấm. Ở đây, vị trí các ô trống có dấu hỏi chấm đó là số bị trừ và số trừ. Các em hãy vận dụng kiến thức mà các em vừa học được về cách tìm số bị trừ và số trừ để chúng ta làm bài nhé. Ở đây, bài mẫu đó là số bị trừ là 70, số trừ là 20 và hiệu ở đây là 50. Trong dòng hiệu đã cho biết tất cả ở đây là hiệu rồi, thì chúng ta sẽ vận dụng cách chúng ta tìm số bị trừ và số trừ nhé. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình làm bài nào. Mời các em quay trở lại màn hình, chúng ta cùng nhau chữa bài nhé. Ở cột thứ 2, chúng ta thấy vị trí còn thiếu là số bị trừ, cho biết số trừ và hiệu. Vậy muốn tìm số bị trừ, ta làm như thế nào? Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ. Ta được kết quả là 25 cộng 14 bằng 39. Số bị trừ cần điền ở đây là 39. Vị trí ở cột thứ 3 còn thiếu đó là số trừ. Vậy muốn tìm số trừ, ta làm như thế nào? Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. 34 trừ 12 bằng 22. Ta điền ở vị trí số trừ còn thiếu là 22. Tiếp theo, ở ô cột thứ 4, đó là tìm số trừ. Ta lấy hiệu cộng với số trừ. 18 cộng 26 bằng 44. Vị trí cuối cùng là chúng ta tìm số trừ. Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. Số bị trừ là 64 trừ 37 bằng 27. 27 chính là số trừ còn thiếu. Như vậy, chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 2. Ở bài tập số 2 này, giúp chúng mình củng cố về cách tìm số bị trừ và số trừ. Qua bài học ngày hôm nay, các em hãy ghi nhớ cách tìm số bị trừ là ta muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ. Còn muốn tìm số trừ thì ta sẽ lấy số bị trừ, trừ đi hiệu nhé. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.